nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên hơn 16.490 km², lớn nhất cả nước. Địa hình phong phú, đa dạng, có cả đồng bằng, trung du, miền núi và vùng biển, với hơn 82 km bờ biển, 419 km đường biên, giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dân số gần 3,2 triệu người, Nghệ An là tỉnh có số dân đông thứ tư của cả nước, trong đó 1,9 triệu người đang ở độ tuổi lao động, tỷ lệ đã qua đào tạo nghề chiếm 55%. Nghệ An có nguồn nhân lực dồi dào, cần cù trong lao động, có bản lĩnh và luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nghệ An hội tụ đầy đủ các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển, đường thủy nội địa. Có hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, liên hoàn từ đồng bằng miền biển cho đến các vùng miền núi cao. Đặc biệt, Nghệ An nằm trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam, đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn đi qua cửa khẩu Thanh Thủy. Đây là bước đột phá để mở rộng hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Lào, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, mở rộng kết nối từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương qua các cảng biển nước sâu. Kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển. Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ hết 21 huyện thành thị trong tỉnh. Hệ thống cấp nước cung cấp đủ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và cơ bản cho sản xuất nông nghiệp. Cơ sở vật chất và mạng lưới bưu chính viễn thông hiện đại, đầy đủ các loại hình dịch vụ, có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc trong nước và quốc tế. Nghệ An có đầy đủ chi nhánh của hầu hết các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng lớn trong nước. Cùng với các dịch vụ tài chính bảo hiểm ngày càng hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn. Thành phố Vinh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Dân số của thành phố dự báo đến năm 2020 khoảng 667.000 người và đến năm 2030 khoảng 900.000 người. Là tỉnh quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Nghệ An nhận được sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ cùng các bộ ngành trung ương. Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho Nghệ An phát triển. Đặc biệt, từ sau khi Bộ Chính trị ra Nghị quyết 26 về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020, Nghệ An đã có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Các đồng chí đã một bước quan trọng thực hiện cái Nghị quyết 26 Bộ Chính trị. Đó là đề cao cái tinh thần tự lực, tự cường của một tỉnh giàu truyền thống, quê hương của Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Trong năm qua thì Nghệ An có đổi mới, ngay cái hình thức xúc tiến đầu tư phong phú hơn. Tôi rất vui mừng, nhiều tập đoàn lớn, tên tuổi trong nước và nước ngoài đã có mặt ở đây. Cảng quốc tế, sân bay quốc tế, đường bộ quốc tế và một số hạ tầng quan trọng bước đầu hình thành ở Nghệ An. Đó, nông thôn miền núi của Nghệ An được quan tâm hơn, bây giờ chính sách thu hút hơn. Năng lực nhiều mặt của Nghệ An có sự đổi thay qua hàng năm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng chúc mừng cái thành quả to lớn nhiều mặt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của Nghệ An. Hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào tìm hiểu, đầu tư vào hoạt động có hiệu quả đã trở thành một nhiệm vụ chính trị hàng đầu, luôn được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo. Với sự vào cuộc quyết liệt và có trách nhiệm của các cấp ngành, Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính được xem là khâu đột phá trong giai đoạn hiện nay và được Nghệ An đặc biệt quan tâm. Cải cách thủ tục hành chính nhằm cung cấp thông tin minh bạch, cập nhật và kịp thời, giảm tối đa chi phí thời gian của nhà đầu tư. Nghệ An đã xây dựng nhiều chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực, như hỗ trợ chi phí thực hiện các thủ tục đầu tư, kinh phí san lấp mặt bằng, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh hỗ trợ quảng bá, giới thiệu hình ảnh nhà đầu tư trên các phương tiện truyền thông, hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án. Các cơ chế chính sách thu hút đầu tư được thực hiện nhất quán,
nhằm tạo niềm tin và sự an tâm cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Lãnh đạo tỉnh đã nhất quán và chỉ đạo để cho các nhà đầu tư được hưởng cái cơ chế ưu đãi tốt nhất trong khuôn khổ cho phép của nhà nước. Cụ thể ở đây là khi khung đã đưa ra thì Nghệ An sẽ lựa chọn cái giải pháp là cho nhà đầu tư được hưởng cái cơ chế chính sách ưu đãi cao nhất. Trên cơ sở đó thì những gì mà nhà đầu tư có thể được thì tỉnh Nghệ An đều đáp ứng. Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An còn hỗ trợ cho về cái vấn đề ví dụ như đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận nguồn nhân lực, về cái cải cách hành chính. Tỉnh Nghệ An đã thành lập cái trung tâm xúc tiến hỗ trợ đầu tư với cái mục tiêu là hướng nhà đầu tư đến một cái điểm đến, và các cái nội dung ở trong tỉnh thì trung tâm sẽ đứng ra giải quyết cho nhà đầu tư. Và có thể nói đến thời điểm này thì cái trung tâm đã hoạt động có hiệu quả. Cái vấn đề thứ ba đó là chỉ đạo trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Thì đến thời điểm hiện nay thì các dự án của tỉnh mà các nhà đầu tư đã đầu tư vào tỉnh Nghệ An thì được giải quyết căn cơ, giải quyết dứt điểm về cái giải phóng mặt bằng. Đây là một cái điểm mạnh mà làm hài lòng các nhà đầu tư. Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân năm mới, đến nay đã được 10 năm. Số dự án đầu tư, số vốn đăng ký từng năm đã thể hiện những nỗ lực trong thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Qua 9 lần tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư, có 32 dự án với tổng vốn đầu tư 29.462 tỷ đồng được cấp giấy chứng nhận đầu tư, 93 thỏa thuận đầu tư với số vốn đăng ký 173.396 tỷ đồng, 12 thỏa thuận an sinh xã hội được trao với số tiền 241 tỷ đồng. Là đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính cho các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An, vừa thực hiện triển khai tài trợ vốn đầu tư cho các dự án lớn và các chương trình an sinh xã hội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã thực hiện tài trợ cho 10 dự án với tổng doanh số cho vay đạt 12.644 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 31 tháng 12 năm 2017 đạt 8.932 tỷ đồng. Thành công từ các hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư vào Nghệ An. Trong giai đoạn từ 2009 đến 2017, Nghệ An đã thu hút 980 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 276.000 tỷ đồng. Trong đó, 927 dự án đầu tư trong nước với hơn 112.000 tỷ đồng và 53 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với hơn 163.000 tỷ đồng. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách, tiêu biểu là các dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, nhà máy tôn hoa sen 1 và 2 của tập đoàn Hoa Sen, nhà máy bia Sambeco của tổng công ty bia rượu và nước giải khát Sài Gòn, dự án chăn nuôi và chế biến sữa quy mô tập trung của tập đoàn TH, nhà máy chế biến gỗ Nghệ An của công ty cổ phần lâm nghiệp Tháng Năm, tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội của tập đoàn Vingroup. Các tòa nhà chung cư cao tầng, khách sạn, trung tâm thương mại hoàn thành đưa vào sử dụng đã mang lại cho thành phố Vinh và các đô thị trung tâm một diện mạo mới, khang trang hơn và hiện đại hơn. Chính quyền tỉnh Nghệ An đã chung sức chung lòng cùng với nhà đầu tư đưa ra những biện pháp tích tụ ruộng đất, chính sách kêu gọi bà con hướng về dự án theo tư duy đổi mới, đó là ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để tạo ra những cái sản phẩm chất lượng
tốt, sản lượng cao để mang lại những cái giá thành phù hợp nhất. Lãnh đạo tỉnh nhà đã có một cái bước đột phá vô cùng to lớn khi chung sức chung lòng cùng với doanh nghiệp đưa cái dự án trở thành một con đường thực sự cho nông nghiệp Việt Nam. Đến bây giờ thì tôi rút ra kinh nghiệm để thành công, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp thì sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, sự toàn tâm toàn ý của chính quyền là cái điều tối thượng, mà đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Dự án nhà máy tôn hoa sen ở Nghệ An để được khởi công vào tháng 5 năm 2015, đến nay là được 2 năm 8 tháng. Thì chúng tôi đã cơ bản hoàn thành được giai đoạn 2 và đưa tổng công suất của nhà máy lên đến 800.000 tấn một năm. Thì quá trình mà triển khai dự án thì chúng tôi cũng được cái sự hỗ trợ tạo điều kiện rất là tốt từ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng như là các cấp chính quyền của thị xã Hoàng Mai. Cụ thể là công tác giải phóng mặt bằng thì làm rất là nhanh gọn, cái công tác mà cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện cũng rất là nhanh, và đặc biệt là các cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật như là đường dây 500 kV cũng hoàn thành đúng tiến độ, và quốc lộ 48D đã được thông đến cảng Nghi Sơn, và nó tạo điều kiện rất là thuận lợi cho chúng tôi trong công tác mà nhập và xuất hàng. Nghệ An cũng đã tổ chức xúc tiến đầu tư ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông và Australia. Đặc biệt, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có thương hiệu mạnh đã đến với Nghệ An để hợp tác tìm kiếm cơ hội cùng phát triển. Ngoài các khu công nghiệp được đầu tư và đi vào hoạt động ổn định và phát triển, Nghệ An đã hợp tác với hai tập đoàn quốc tế là V-Ship Singapore và Hemerjai Thái Lan xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp hiện đại tại khu kinh tế Đông Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hàng nghìn tỷ đồng. As one of the leading IP and urban developers in Vietnam, one of the key challenges is with regards to resettlement. Since our groundbreaking in 2015, our September 2015, Nghệ An PC has been very forward in assisting us with resettlement progress in this province. They have handed over a few hundred hectares of land to us for our industrial as well as a commercial and residential development. So this has helped us progress with our development faster than we expected. In 2015, we made a decision to invest in the central region of Vietnam. And we looked at many provinces here. And we made a decision to come to Nghệ An because Nghệ An province offers the best incentives for investors. The authorities have been very welcoming of us. They have provided every facility that we have asked for, and they've made it easy to do business here. So we have been very happy to invest in Nghệ An, and we've been very happy with the support, the information, and the advice that we've received from the Nghệ An authorities at the provincial level and the local level. Có thể khẳng định, xúc tiến đầu tư đóng vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Nghệ An. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,25% so với 6,91% của năm 2009. GDP bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng so với 14 triệu đồng năm 2010. Vốn đầu tư phát triển 50.000 tỷ đồng so với 23.000 tỷ đồng năm 2010. Thu ngân sách địa phương hơn 12.000 tỷ đồng so với hơn 4.000 tỷ đồng năm 2010. Bình quân hàng năm đã thu hút được hàng chục ngàn lao động, đưa tổng số lao động được giải quyết việc làm trên toàn tỉnh đạt trên 37.000 người. Bằng những tư duy cách làm mới, phong cách mới của lãnh đạo tỉnh, bức tranh đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang được tô đậm thêm những gam màu tươi sáng với việc xác định tỉnh Nghệ An là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ. Với định hướng đó, tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào 4 lĩnh vực trọng điểm
gồm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Trong đó, chú trọng công nghiệp sạch, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ. Lĩnh vực nông nghiệp thu hút các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư vào khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An. Lĩnh vực du lịch và dịch vụ tập trung đầu tư các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Đầu tư các khu vui chơi giải trí cao cấp, hệ thống nhà hàng, khách sạn đạt chuẩn. Chính nhờ sự ủng hộ to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà đã có rất nhiều nhà đầu tư lớn thể hiện cái niềm tin của mình và đã tới đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Chính nhờ sự đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh cũng như là trong và ngoài nước cho nên là tăng trưởng kinh tế của Nghệ An thì liên tục giữ ở mức khá cao và bộ mặt của tỉnh Nghệ An thì ngày càng có nhiều khởi sắc. Trong thời gian tới thì chúng tôi rất là mong muốn là các nhà đầu tư sẽ tiếp tục đến với tỉnh Nghệ An. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục là cải thiện môi trường đầu tư với hai cái nhiệm vụ chính. Một là sẽ cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả hơn nữa. Và cái thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục là hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Chúng tôi xin cam kết sẽ đồng hành với các nhà đầu tư. Nghệ An, mảnh đất giàu tiềm năng, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Nghệ An đang nỗ lực để tự làm mới mình, phát triển mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Nghệ An, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Nghệ An, đồng hành cùng các nhà đầu tư.